Vâng, em chào tất cả các bác và các bạn. Trong buổi sáng hôm nay em cũng đi review và chia sẻ gửi tới tất cả là các bác các bạn. Hôm nay em sang chỗ bạn em ở chỗ bên số 3. Và nhà bạn em có một vườn cam năm nay là chuẩn bị để sang năm 2024 để chuẩn bị để bắt quả. Thì cam năm vừa rồi là bạn em ghép lên thân bưởi. Thì trong video hôm nay em cũng đưa các bác và các bạn đi review một số hình ảnh cái vườn cam bạn em. Và sau để chia sẻ những kinh nghiệm để bắt quả, để sang năm làm sao cho nó đạt hiệu quả cao. Bây giờ mà em cũng mời tất cả các bác và các bạn nhé, cùng đồng hành video. Bây giờ mời tất cả các bác các bạn đi tham quan một số hình ảnh như vườn cam của bạn em đây. Vâng, đây em mời tất cả các bác các bạn. Vâng, đây các bác, đây nhà bạn em đây, em đang đứng ở cổng này. Chào bạn nhá. Ok nhé. Hôm nay mình cũng được vinh hạnh là bạn bảo sang để xem cái vườn cam cho mình. Thì cũng chuẩn bị là đến cái thời gian để xử lý và để sang tháng. Thì hôm nay mình cũng sang mình xem. Cũng nhìn thấy bạn em làm cái vườn cam đã tuyệt vời rồi. Thì trong một năm vừa rồi là bạn đã chăm sóc những cái nguồn phân gì để chia sẻ mọi người xem? Nói chung là cũng chỉ phân vi sinh, phân hữu cơ thôi. Vẫn còn đầy nhiều chỉ. Không, bây giờ chỉ mùa đông này không cần thiết rồi. Cái lọc này không cần thiết đâu. Thì hôm nào ông đánh cái thuốc kia cũng được. Đi bây giờ ông sẽ dẫn tôi đi tham quan một lượt vườn nhé ông. Cái cam nhà mình đây là ghép từ từ đầu năm phải không? Cuối năm năm ngoái. Nghĩa là tháng 12 hả? Tháng 11 năm ngoái. Chị đã màn chưa? Chị hay nhận đó. Ồ, hôm nào sang đã đánh một lần thuốc. Đấy, đánh một lần nữa. Cũng nhiều, đây tôi nhìn cái ngọn nó xoăn này. Thì bây giờ là cuối rồi, mình cũng không cần. Nhưng mà thuốc cái đấy nữa. Chắc chẳng cần đấy. Chẳng cần đâu, sao lại ra bông cục, tôi thì nhìn thấy bò này. Nhìn thấy không? Nhìn tôi mắt nhắm thì chẳng nhìn thấy mấy. Đây nó nhiều quá. Vâng đây các bác các bạn này. Nhà mình này được bao nhiêu gốc nhỉ? Hơn 200 gốc. 200 à? Cam này nhà mình vừa rồi ghép nên là nên cây bưởi gì đây? Bưởi diễn. Lúc diễn. Đây các bạn xem này, đấy cây nó to này. Ghép lên cái vườn cam đẹp. Cái lộc cuối này bây giờ ông chuyển già không cần đâu, chỉ kẻ cho nó ăn đi. Cho nó dinh dưỡng thêm ít để cho nó ăn cho nó. Cho nó ăn tí để nó đỡ chết đói. Ừ đúng rồi, để nuôi nó gây nó để ra riêng nữa còn để. Nó còn phục vụ mình nhé. Chết hết thì sang năm mất giống. Đây các bác xem cái cây này nó quá xum xê luôn. Hôm nay là trời nắng nha các bạn. Em đi quay đôi khi này có một số hình ảnh chắc nó không được rõ nét và nó sẽ bị quá. Vườn nhà mình cái vườn cam này ghép lên bưởi này nó tính vào là số diện tích nó khoảng rộng được bao nhiêu? 5 sào. Khoảng bao nhiêu gốc bưởi đây? 200 gốc. Dại cho lên mầm. Đúng rồi, cái mầm bưởi mà nó là dại mà. Không ghép thì nó sẽ lên, nó sẽ đẻ ở cái mầm ở lách nhá. Những cây này được tạo hơn tạo. Cái này tùy theo ông lấy biểu quả tầm nào. Nếu mà hàng cục thì chắc khoảng 80 cân. Đấy, 80 cân thôi, ông lấy một tạ nhiều tiền quá. Cây to các bạn. Đa số đều tầm tắp đấy. Nghĩa là bạn em này đã ghép từ trong tháng 12 của năm ngoái cho đến bây giờ này, đến thời hiện tại bây giờ nó rơi vào là cuối tháng 9 này, còn khoảng hôm nay 29 là tính là 29 là âm ấy. Cái lộc này non tháng 9 có chí cơ. Đấy mấy mầm kia có chí nhưng mầm này không có. Thôi cuối vụ rồi cần gì quan tâm đến chí nữa. Nhìn nhện đỏ chắc vẫn phải đánh nhỉ. Nhận đỏ qua có không đánh à, hôm nào sang lấy cái lần cái thằng cái gói kia ông đánh cho nè.
nó rẻ tiền thôi. Ừ. Đánh cái thằng sunfua hay là cái núc ấy. Ừ. Ừ, bây giờ lọc mình già mình thoải mái luôn, không sợ. Thân bưởi cũng tương đối ấy. Thì nó dài này mà, từ lúc ông ghép xong nó lên từ đây. Ừ. Mét hơn mét. Phải, mét mấy đấy. Hơn mét. Với các bác, các bạn xem lộc lan này, rung rinh luôn. Cái nào bé mình không bắt thì mình lại cho nghỉ để sang năm mình rong. Còn những cái cây mà ôm tùm thế này thì là chiến thế còn gì nữa, đúng không? Cây lộc này sang tháng là nó già cưng hết rồi. Như chỗ này mét rưỡi từ đây lên rồi, thoải mái mét rưỡi đấy. Mét rưỡi thì... còn đây này, những cái bông này này, mai nó sẽ ra bông cục từ đây ra. Ừ. Thì lọc của mình đa số là đây, cái này vừa rồi là nó ra ra thêm, nhưng cái này không quan trọng. Ừ. Mình xử lý nó ra ấy. Đây như cành này, hy vọng sau này nó ra từ đây. Đúng rồi, nó ra từ đấy. Từ đây nó được chịu chút. Kệ nó, cam tư năm đầu bao giờ chả có gai. Nhưng sau này mình không cắt đi, sau này thu hoạch hơi khó. Đẹp các bác ạ. Đi lên vườn trên. Còn cái chỗ bàn nào mà ông chăm mà đây, những cái bụt này là đúng là những bụi này thì đã ăn rồi đúng không? Ừ. To đẹp, lá phản phạp, dày cộp luôn. Ừ. Tôi nghĩ cái này trở lên dưới rồi. Cứ bỏ cả khu, sau này mình chăm sóc nó dễ. Cái này là bạn là em là chăm sóc theo nguồn hữu cơ các bác, các bạn phun lên này dòng hữu cơ lên trên lá này, lá rất là dày luôn. Mà chăm sóc nó theo quy trình cũng đơn giản thôi. Nhưng quan trọng là chọn những các dòng phân. Thằng này đưa đi. Đây các bạn, những cái cây sum xuê cực kỳ luôn đây này. Nếu mà những cây cam này mà làm để sang năm được sai ấy, thì là theo quy trình thì tôi sẽ hướng dẫn đâu. Ừ. Thì làm thì trong nhờ ông kỹ thuật thì ông... trong cái video này em cũng chia sẻ gửi tới tất cả mọi người luôn. Kỹ thuật của ông mà mình chia sẻ gửi tới tất cả các bác các bạn là luôn là riêng cái vườn cam, kể cả bác các bác nào mà có nhu cầu thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm để chăm sóc và làm, và cũng là để bắt quả và ra hoa kết quả. Thì ra hoa kết quả được đạt hiệu quả cao hay không thì cũng phải có các dòng thuốc. Và chăm cây khi mà là lộc lá mà nó đầy đủ dung dinh, mà lá đẹp, nó dày này như thế này là bắt quả đạt 100% luôn các bác các bạn. Thì riêng em những chia sẻ này, em cũng làm video để chia sẻ gửi tới tất cả các bác các bạn, là em sẽ làm từng video từng thời điểm, từng thời kỳ một để chia sẻ gửi tới tất cả các bác và các bạn. Để làm sao hiệu quả cao hay không thì em sẽ làm từng video chia sẻ từng thời điểm, từng thời điểm một chia sẻ đến các bác các bạn là biểu mẫu cây như thế nào để bắt được quả và sai, và phun các loại thuốc gì từng thời điểm để làm sao cho cây cam nó đạt được cái hiệu quả và năng suất. Và đây vườn của bạn em đây, đa số lộc bây giờ đang chuyển sang bánh trẻ các bác các bạn, một số cũng đang nhú đầu, nhưng cái đấy không quan trọng. Về cái dòng cây có múi này, trong cái thời điểm thời gian này là nó rơi vào tầm tháng 9 sang tháng 10 là cái mùa đông rồi, chuyển sang mùa đông rồi, là nó sẽ có gió mùa khô và hanh, và sẽ kéo theo là gió như nó sẽ khô và cái cướp nước rất nhanh. Cây cam thì cái mùa này đa số này, riêng những cái cây mà năm chuẩn bị năm tới mà để xử lý ra hoa kết quả thì cái tầm mà lộc già này thì đa số là mình hong cây trong từ thời điểm này. Và chuẩn bị để sang tháng 10 là mình sẽ xử lý, năm nay là nhuận nha các bác các bạn nhé. Năm nay nhuận là mình tính là tham làm sao là sang tháng 10 là mình theo dõi vườn và mình xử lý khoanh để làm sao để cho ra hoa và ra hoa của năm 2024. Như mẫu cây của bạn em này nó rơi vào tầm này là tầm sang tháng
tháng 10 là bắt đầu xử lý khoanh được các bác các bạn ạ. Thì em sang cũng để tham quan và cũng tư vấn cho bạn em để làm lá nó như lá công vinh này các bạn này. Cây này, con này vượt thì vượt này lấy bông lục vượt này, mai lấy bông thì quá. Vì nhớ nói ông này, cái riêng cái cây cam đây, cái bông như này, nếu mà lon thì nó có thể nó sẽ ra tí đầu thôi, nó già nó sẽ ra hoa từ đây. Hoa từ đây, nếu mà hoa già, hoa cái bông lộc già thì nó sẽ đạt cái tỷ lệ là nó sẽ ra hoa từ đấy. Vâng, đây các bác các bạn này, nhìn cây nó sung xuê. Cái này người ta bảo cam vinh, đúng rồi, cái năm đầu bao giờ đây nhìn vào phạp như này, cam vê cam vinh mà to luôn, dày rồi, lá này là thoải mái vì ông chăm thấy là đủ tiêu chuẩn đấy. Bây giờ làm sao để đủ tiêu chuẩn để mình làm sao để cho nó ra hoa, để cho nó phân hóa hoa. Thôi nhận phun thuốc của ông dày lá kia. Tí nó là vi lượng lân mà. Đấy là ông ấy phun rồi đấy. Ông ấy phun thôi. Rồi ông mà tưới thì nó không biết ra tầm cỡ nào nữa. Thì cái chai tưới tốn thì phun thôi. Tôi được tưới rồi, cái vườn già rồi tôi được tưới thì... Nhưng mà nói thật ra thì cái riêng mà anh chia sẻ tới tất cả các bác các bạn, những cái em vẫn chia sẻ với mọi người, em hay dùng cái chai Omega 3 góc. Bây giờ em chuyển sang là cái chai tăng lực ấy, là mẫu mã bây giờ là cái chai nó dài, nó gọn. Cái chai này riêng cái đấy mà để rong cam này, và dùng cho các loại cây ăn quả trong thời kỳ rong và thời kỳ nuôi quả lon rất tốt luôn. Thì cái đấy là vi lượng lân và nó cái đợt sau này phun tăng lực ấy. Rồi bổ sung dinh dưỡng là rất tốt luôn. Vâng, thì trong video hôm nay thì em đưa các bác đi tham quan một lượt, và em cũng chia sẻ, và sau một video tới em sẽ chia sẻ một số hình ảnh về mẫu mã thuốc và để xử lý cây cam làm sao cho đạt cái hiệu quả trong vấn đề trong cuối năm sang tháng 10 này, để làm sao ủ hoa được tốt và phun các dòng thuốc nào tốt thì để cho ra cái bông hoa cục và hoa lách để làm sao đạt cái năng suất. Vâng, thì bây giờ em cũng chào các bác các bạn, em chia sẻ và bây giờ em cũng dừng video, em sẽ hẹn các bác các bạn một video sau. Cây nó xum xuê thế mà lên cái cảnh như thế này mà mình không biết.